out, shine out. He's managed it this far. He can do it again here now in the GSL Codex. Vâng, chào các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu đầu tiên của Losermax trên mềm tạng này, chính là game thủ rớt màu xanh, thành viên từ team Samsung Galaxy Khan, sai. Vâng, đây chính là anh sai của ông ta. Mặt sai khá đen. Còn đây chính là game thủ Terran màu đỏ của ông ta, đến từ team Acer Innovation. Và các bạn thấy rằng chúng ta là ở trên map Overground. Mặt Innovation dạo này nhìn đỡ dỗ hơn nhiều. Chắc là khả năng là do lúc mà lên hình trên những cái giải đấu của Hàn Quốc thì luôn luôn là có đội hình make up. Thế nên là các anh ấy xuất hiện là nhìn rất là kiểu long lanh, hoặc là nhìn nó đỡ hơn rất là nhiều. Chứ không như khi mà các anh game thủ thi đấu ở bên EU hay là NA, các anh cứ đầu trần chân đất, các anh lên nhìn mặt các anh kinh vãi, nhìn giá. Các bạn nào mà xem kiểu dây đông đánh thì nói chung là nhìn mặt gọi là già, chắc phải đến khoảng tầm gần 30. By definition, I guess. Yeah. Đúng rồi, tấn phấn luôn ạ. Chúng ta thấy rằng hiện nay thì hai game thủ của chúng ta đang một bên thì đang ăn mỏ hai. Rớt của chúng ta anh sai để bắt đầu ăn ga rồi. Còn Terran của chúng ta Innovation thì đang chuẩn bị hoàn thành xong được cái barrack và đang bắt đầu lên cho mình con Reaper. Reaper và anh tiến hành mua in mỏ lại luôn. Terran cũng đang ăn một ga cho mình. Rớt thì hiện nay thì đã có bắt đầu ăn xuống farming pool rồi. Với lượng việc phải ăn ga sớm thì rớt sẽ có speedling sớm thôi bạn. Câu chuyện này thì anh ấy định làm gì đây? Tại cùng chế đợi xem là xem là anh sai, anh sẽ làm thế nào đối đầu với cái Innovation. Một game thủ có kinh nghiệm thi đấu TVG rất là cao. Và bây giờ anh ấy bắt đầu đặt xuống cho mình Com Center, vị trí mỏ thứ hai rồi. Thời điểm này thì Sai mới hoàn thành xong được cho mình cái Swarming Pool. Gì đây? Úi giời, vâng, vẽ Reaper. Cái gì, KT cái gì kìa? Mình thấy chữ, có chữ KT kìa. Transformer. It's the eye of the beholder. Okay, so now we just see the factory come down here. This is a dance that's been mapped out pretty perfectly. We may see one or two links. Bạn đi lớp, bạn ấy vừa thổ lộ là bạn ấy rất là thích Scarlet. So far no links, but probably end up again. Chắc là bạn này hay xem bên World Championship của EU lắm. Well, the factory is going to be swapped pretty soon here. Hiện nay thì hai con Reaper nó đang loanh quanh ở vị trí phía trên này. Đang bắt đầu bắt Queen ạ. Có bắt được Queen không? Chắc là không. Bắt Queen là hơi khó. Không đơn giản để mà có thể bắt được Queen đâu thưa bạn. Thing is, Shine is a player that sometimes will punish you for something like this, but he's only mined enough gas. Giờ thì như vậy thì cũng không bắt được Queen rồi. Giờ thì Reaper đã về đến mỏ 2. Trong khi đó, Zergling hiện nay đang bắt đầu cắm cổ sang bên mỏ của Innovation. Có vẻ là Sai phát hiện ra được rằng là đối phương chưa win xong, cho nên là anh ấy đang chuẩn bị đưa Zergling sang để mà quấy phá đây. Thời điểm này thì Army Supply của Terran là khoảng tầm 11. Nói chung là cũng chưa quá lớn, nhưng bây giờ nếu như Zergling mà lao vào rất nguy hiểm. Và hiện nay thì Terra của chúng ta cũng đã có được hai con Hellion rồi, cho nên là cũng phần nào bớt nguy hiểm hơn thưa bạn. Thì Hellion là một unit có khả năng xịt dẫn lửa, mà cái lượng dam này thì nó lại rất mạnh trước những unit giáp lai giống như kiểu con Zergling này. Vâng, Zergling đã bắt đầu cắn Hellion đây rồi. Không được rồi, Hellion đang micro khá tốt. Cậu thấy hiện nay thì nâng cấp Steam Pack của Innovation mới hoàn thành xong, chưa hoàn thành xong nhầm, mới bắt đầu mà thôi. Số lượng Hellion bây giờ đã là khoảng tầm 4 con rồi. Trong đó hai Hellion đã sang đến vị trí mỏ của Zerg. Đang bắt đầu bắt con Queen này. Vâng, Queen chắc chắn chạy rất nhanh.
Queen chạy rất nhanh nên chắc chắn là sẽ thoát được thôi. Vấn đề nằm ở khi mà 6 con Helen nó cùng tập trung lại nó mới là sẽ là vấn đề lớn các bạn. Này thì chắc chắn là rớt đã phát hiện ra được rằng đối phương đang có khoảng tầm 4 Helen rồi. Chắc chắn là sẽ lên đến 6 con. Đang Helen tập trung hết ở phía bên này rồi. Này đang 6 con Helen đi. Vâng, 2 con nữa đi lên nơi rồi. Tổng cộng đã 8 con Helen. 8 Helen đi cùng với 2 Reaper, như vậy 2 Reaper sẽ là nhiệm vụ tăng đam thay cho Helen. Còn Helen thì cứ gọi là nhiệm vụ là xịt lên để mà gây tổn thất cho nền kinh tế của phương thôi. Này hai Queen đang rút trở về vị trí sau. Vâng, mới chết một Queen rồi. Zergling đang lao ra nhưng có vẻ Helen xử lý Zergling quá hiệu quả đấy bạn. Hiện nay bây giờ chỉ còn 2 con Queen ở đây thôi. Vâng, một pha counter attack với Zergling đang cắn ở vị trí mỏ thứ hai. Ngay lập tức thì Sia đang phải đưa kéo Zergling của mình trở về hỗ trợ việc phòng ngự rồi. Chúng thấy hiện nay thì có một con Queen đứng ở vị trí bên trên thôi. Vâng, mới mất một Queen mà thôi. Thì vẫn còn 2 con Queen nhưng 2 con này thì cũng hết máu rồi. Thì hôm nay Zergling thì có một pha móc lốp ở vị trí sau nhưng có vẻ cũng không còn thua lắm. Thì Innovation cũng đã phát hiện ra được cái ý đồ này rồi. Bạn thấy đấy ạ, cũng mất cũng chưa nhiều Helen cho lắm, mới mất được khoảng tầm 3 con thôi. 3 con Helen cùng với cả một con Reaper. Thế đã tạm đủ rồi. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ Innovation lên Helen nhưng mà lại không tấn công được vào nền kinh tế của phương, không đưa được không xịt được con drone nào, nói chung là cũng tự vi hài ngược lại vào anh ý thôi các bạn. Thế mục tiêu mà lên Helen ở những thời điểm đầu game bên này chủ yếu là chỉ để mà xịt drone thôi, mà bây giờ không xịt được con nào thì đúng là tự ấy mình thôi. Tôi thấy rằng hiện nay thì Zerg đã bắt đầu lên cho mình cái Link Net rồi. Và sau đó anh ấy sẽ hoàn thành được cặp đôi Zerg Link bên Link. Tuy nhiên là cặp đôi này thì vẫn chưa thực sự bá đạo khi mà nó thiếu Muta nữa. Muta sẽ, nhà Spy sẽ được đặt xuống khi mà Zerg có khoảng tầm 3 mỏ cho mình. Các bạn thấy rằng hiện nay thì Zerg đang làm gì kia? Vâng, Zerg đang có 3 Hatchery. Bên Link Net, Zerg đang bắt đầu nâng cấp 22 cho mình, 11 cho mình. Còn Terra đang bắt đầu nâng cấp 11 cùng với cả Combat Shield. Tôi nhớ không nhầm, tôi nhớ là Steam đã hoàn thành xong từ nãy rồi. Sai này là có về số lượng Worker thì đông hơn. Vâng, Zergling đã lao ở đây, cố gắng bắt được mấy con Helion này. Marine đã có mặt rồi. Marine bây giờ bật Steam đi phát là coi như là Zergling nằm ngã ngửa ra ngay. Các bạn thấy hiện nay thì Sai đang ăn cho mình 2 ga nữa để có thể có đủ số lượng Zergling, đủ ga cần thiết cho bên Link và cả Muta. Hiện nay chúng nhìn thấy là nhà Spy đã bắt đầu đặt xuống cho Sai rồi. Giờ nhà bên Link Net đang bắt đầu nâng cấp Speed cho bên Link. Trong khi đó thì Terran của chúng ta đang trên toàn Marine như kia thôi bạn. Với cái khả năng micro của Innovation ở bên trong combat, anh ấy có thể hoàn toàn có thể tách Zergling, Marine ra để mà tránh bên Link, cho nên là anh ấy chỉ cần dùng mỗi bên Link, dùng mỗi Marine là đủ đối đầu với cả bên Link rồi. Đây các bạn thấy đấy ạ, bên Link chết hết luôn. Tuy nhiên Sai vẫn có hai Worker Q cho mình. Hiện nay thì Sai vẫn đang là người nắm giữ số lượng nông dân nhiều nhất với 75 con drone. Trong đó thì Terran chỉ khoảng tầm 68 mà thôi. Hiện nay cả hai bên đều có nâng cấp 1-1 theo quân đội của mình rồi. Các bạn thấy hiện nay thì đây là nhà Spy sắp được hoàn thành xong. Terran bắt đầu nâng cấp 22. Zerg bắt đầu ăn mỏ thứ 4 ở vị trí góc hướng 11 giờ. Một pha scan của Terran này dọn dịp Quintumo. Zergling ở bên Link đang lao ra và ngay tức là quân được đưa lên trên Mavac và rút ra ngoài luôn. Rất tỉnh thưa bạn. Quả đấy mà chiến chậm một tí thôi là bên Link nó làm cỏ cả đạo quân luôn. Tại vì là Marine thì lúc đầu khá yếu trước những con bên Link như vậy. Này bên Link đã hoàn thành xong để nâng cấp Speed rồi. Vâng, một pha lao luôn, nổ luôn, bánh xác luôn. Có thể hiện nay quân đội của Terran đã bắt đầu quay trở lại thêm một lần nữa rồi. Đúng thời điểm khi mà Zergling bên Link được đưa ra ngoài như này, Terran bắt đầu tấn công lên, bắt được một Queen đầu tiên. Queen thứ hai không có Queen thứ hai. Hay không quyết định tấn công luôn. Zerg thì này đã bắt đầu kéo hết quân của mình trở về rồi. Ai có lẽ chuẩn bị lại một pha cắn trộm như lúc nãy nữa, cắn trộm từ phía sau. Đây một pha scan của Terran để có thể là xem đối phương có gì ở đây. Thấy bóng mỗi bóng mỗi của một con Overlord thôi. Rồi bắt đầu vòng qua ở vị trí phía sau này. Vâng, Terran có lẽ cũng chưa biết được rằng là đây không phải thời điểm đi nên đi tiếp. Terran Steam này để cố gắng bắt được cái con Widowmine góc bên này. Vâng, không phải, đây là con bên Link ạ. Bắt được vài con bên Link từ nãy giờ rồi. Muta đã có mặt, 8 con Muta đang bắt đầu lượn lờ. Tuy nhiên là khi mà có Muta thì Terran sẽ lên thêm Thor. Sẽ có thể sử dụng Widowmine cũng như là Marine để phòng ngự trước Muta rất hiệu quả thưa bạn. Và thế này Muta đã vào được phía bên trong bên bay rồi. Ui rồi, bắt đầu ngồi phá phách ở phía bên trong này. Terran chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong được cho mình cái nâng cái nhà Turret. Hiện nay quân đội của Terran đang vòng ra ở vị trí giữa map.
controller, but I think Innovation might just be able to push across and win. Depending on the banelings total and the spreading of Innovation, I mean, think how many banelings. Mình còn thấy hiện nay thì quân đội góc ở hướng bên này. Úi giời, vâng, lao lên luôn. Lung linh là lên luôn nào. Các bạn thấy hiện nay thì Tezer đã rút quân của mình trở về vị trí Senga Tower rồi. Terran đang loanh quanh ở đây chuẩn bị một pha scan để giải tiếp Cryptomo. Vâng, giải tiếp Cryptomo rồi. Muta Berlin đang có mặt ở phía bên này. Lao ra. Terran chia qua rồi. Đúng rồi, Berlin nổ hết rồi. Bây giờ vẫn, bây giờ, ui rồi, Widowmine rồi. Widowmine bắn trúng con mấy con Muta rồi. Muta chết khá nhiều. Bây giờ Muta đang phải mua lại. Zerg cũng rất đang phải nâng cấp cộng 1 tấn công cho Muta nữa rồi. Hiện nay Zerg đã có nâng cấp 22, Terran cũng đã có nâng cấp 22 cho mình rồi. Thời điểm này thời điểm Terran bắt đầu đang hoành hành ở đây. Thế bạn, khi mà con đội của Zerg đang reinforce lại, đang móp lại thì bắt đầu là thời điểm mà Terran hoành hành để phá bắt Overlord cũng như là những cái con unit lẻ tẻ ở trên map nữa. Nên con đội của Terran đang khá mạnh ở đây, thưa bạn, ở vị trí giữa map này. Army supply Terran có lợi thế hơn. Worker supply thì ít hơn một chút, nhưng mà bù lại thì Terran có thể gọi ra Mule để mà cân bằng lại cái lượng income của cả hai bên. Hiện nay thì hai mây vắc đang chuẩn bị được đưa đi để lock vào bên trong bên bay của đối phương rồi. Giờ này đưa hết tất cả quân đội của mình ra về ở vị trí phía trên này. Quân đội của Terran đang phải gặp sự chống trả của Zerg. Zerg đang tấn công ở vị trí mỏ 2 này, không di chuyển tới vị trí mỏ thứ 3 rồi. Moin đang phải gần phải đưa ra đây ngay này, không sẽ chết hết bây giờ. Bunker thì một bunker ở đây để hỗ trợ việc không được rồi. Turek đang phải bắn Muta như vậy không ăn thua các bạn. Hiện nay quân đội của Terran đã có mặt ở vị trí bên trong bên bay này rồi. Bên bay của Zerg rồi. Và drop đã bắt đầu hoành hành. Rồi tức vâng, một pha cao tốc ở vị trí mỏ thứ 3, mỏ thứ 2 không ăn thua rồi. Này Muta chạy rồi. Vâng, rất may tí chết thì Widowmine nó mà đội thổ xong nó bắn một quả rocket để vỡ mồm. Này thì sao đây, bên Linh lao ra không ăn thua được bạn. Quân đội của Terran đã có một vị trí đứng khá tốt rồi. Thời điểm này thì army supply của Terran là khoảng vâng rất cao đấy bạn. Là 113 thì đối phương cũng chỉ khoảng tầm 81 mà thôi, cũng không ăn thua. Pha drop ở vị trí bên trong bên bay của Zerg đã bị phá rồi. Bên Linh kìa. Ơ kìa. Hiện nay chúng ta thấy rằng số lượng lava của Zerg thì cũng không còn nhiều, đã còn có 8 con thôi. Quên đội của Zerg quay trở lại ở vị trí góc bên này thêm một lần nữa rồi. Vâng, bên Linh đã lao vào đây rồi. Ôi rồi, ôi rồi, thôi xong rồi. Vâng, chết quá nhiều thưa bạn. Vâng, chết có thể nói là chết quá nhiều SCV trong pha tấn công vừa rồi. Bên Linh đã có một vị trí đứng đón lõng luôn. Thấy đối phương đưa quân phát là lao vào luôn. Thời điểm này thì Terran của chúng ta chỉ còn khoảng tầm 41 con SCV mà thôi. Không tính Mule ạ. Hiện nay thì sao, bên Linh nổ. Vâng, quá đẹp rồi. Thời điểm này thì Terran sẽ rút hết trên đêm mê vác và cũng đang cổ lao về thôi. Vâng, lên đi về rồi. Thời điểm này thì Terran đang nâng cấp, chờ nâng cấp 33. Quân đội Reinforce của Terran đã lên nơi rồi. Zerg đã hết quân, phải đi trở về để móp thêm. Này thì Zerg đang móp 38 con Zerg Linh cùng với cả 14 con bên Linh cho mình. Nâng cấp gì đó tôi cũng chưa kịp nhìn thấy nữa. Nâng cấp cộng 2 tấn công cho Muta cũng đã bắt đầu rồi. Họ thấy hiện nay thì Terran đang chờ nâng cấp 33 của mình hoàn thành xong. Terran tấn công vào vị trí góc 11 giờ này để phá được hack cherry của Zerg. Vâng, Berlin lao vào kia. Ôi rồi đâu hết rồi, quân đội của Terran hết rồi. Vâng, quân đội của Terran chia ra được khá đẹp rồi. Bây giờ thì hầu như hết mất cả Berlin ở vị trí phía trên rồi. Zerg đã phải rút hết cả quân Zerg Linh với cả Muta của mình trở về để mà chờ cho Berlin móp xong rồi. Và các bạn thấy hiện nay thì quân đội của Terran đã scan ra cái vị trí móp bên Linh rồi. Vâng, bây giờ bên Linh sẽ ăn đi đây. Bên Linh sẽ có cancel không? Không cancel đấy bạn. Quân đội của Terran bắt đầu lao ra để mà lùa theo cái đàn Muta này. Muta ra xú sự chú ý để có thể là chờ thời để có bên Linh nó có thời gian để là móp thông móp là xong thôi bạn. Hiện nay số lượng bên Linh nó có khoảng tầm 16 con. Rớt đau đang phải mua lại cho mình 10 con Chức Linh nữa. Vâng, bên Linh là ra nổ hết rồi, cho nên đạo quân của Terran thì vẫn đang rất cứng ở đây khi mà đã có nâng cấp 33 rồi thưa bạn. Cứ con nào mà đầy máu thì sẽ có thể chịu được khoảng tầm 1 đến 2 con bên Linh đấy ạ. Nay chị này chúng ta thấy rằng số lượng nông dân thì cũng vẫn chênh lệch. À đâu, đã bằng nhau rồi, đã bị kéo lùi rồi. Ôi kìa bên Linh kìa. Ơ, con này nó bị làm sao nhỉ? Úi rồi ôi, bị đầu mài. Xong rồi, hiện nay thì Zerg đã mất mỏ thứ 3 rồi. Mỏ thứ tư thì cũng chỉ còn có chấm máu thôi. Hack Cherry sắp sửa chết đến nơi rồi, tại vì nó đang bị tụt máu rồi bạn. Các bạn thấy đấy, nó chảy máu rồi đấy, mất mỏ rồi. Thì này Zerg của ta đang rất là khó khăn. Anh ấy bỏ quên mất hai con bên Linh ở đây thưa bạn. Zerg đang đặt lại mỏ ở góc này ở hướng 2.5, nhưng có vẻ cũng không ăn thua cho lắm đâu. Thì thời điểm này thì Zerg cũng đã mất khá nhiều drone rồi. Và thấy hiện nay thì cả army supply lẫn worker supply thì đang có lợi thế hơn hoàn toàn. Ôi rồi đây rồi. Chờ mãi, hai con bên Linh đã nổ rồi. Quân đội của Terran thọt gọi là thốn, hơi thốn luôn đấy. Hồi nãy nó gọi thốn đến rốn đấy.
đi mãi bình thường thì không sao, tự dưng giờ điểm thời điểm này đi qua rớt nó lại nhớ ra. Anh sai, anh ấy lại nhớ ra được cái vị trí bên linh đấy. Thế là xong. Nổ đánh boom phát chết hết cả Marine rồi. Bình thường thì chỉ một con là ngày hai con bên linh nó cùng nổ một lúc. Thế mới đau nhá. Bạn thấy hiện nay thì rớt đang đặt lại mỏ cho mình ở vị trí hướng 2 rưỡi rồi. Ui Widow Mai. Đây rồi. Không bắn thế chứ lệ. Widow Mai thế chứ lệ. Ơ lại còn thêm một con nữa kìa. Ôi giời đây rồi. Sai nổ quá đẹp thôi bạn. Bẫy gọi là bẫy. Bẫy như thế bao giờ không, như lại bẫy đến hai phát bẫy như vậy dính giống hết nhau. Terran bây giờ đã mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi. Mất hết niềm tin vào những cái quãng đường của mình đi rồi. Việt Nam ta có câu là gì nhỉ? Chân với đường là bạn này, thì phải đúng không nhỉ? Trong cái bài hát gì của trẻ con đấy. Chân đi chơi chân đi học đấy. Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi đấy. Thì bây giờ thì anh Marine quên mất hết niềm tin vào bạn đường rồi. Các bạn thấy là hiện nay thì chúng ta thấy bên linh không huy động được ra phía này. Hiện nay mỏ thứ ba của Tê Đạn đã nhấc lên trên và có lẽ là hiện nay Muta rất hổ báo góc bên này rồi. Widow Mai Marine đang lao ra để cố gắng phá được Muta. Thì vấn đề nằm chỗ vâng một pha cao tách ở vị trí mỏ thứ tư của đối phương. Hiện nay số lượng drone đang chết khá nhiều rồi. Muta và Zerling có mặt ở phía này nhưng mà Zerling quá ít thưa bạn, đều ngay SCV cũng được đưa ra để dọn dẹp nó luôn. Nay thì mỏ bên này của Tê Đạn, vâng mỏ thứ tư của Tê Đạn đang bị tấn công rồi. Tê Đạn đã đưa quân ra vị trí mỏ bên này để có thể cao tách. Zerling đã ra dọn dẹp xong đàn Marine ở vị trí mỏ thứ tư của mình. Thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là Muta vẫn đang rất là hoành hành ở phía bên trong bên bay của Terran ạ. Và nó vẫn lượn lờ. Ô kìa, đây là một pha scan. Vâng, cảm giác cái gì đó không ổn rồi. Anh Innovation, anh ấy biết là có cái gì đó không ổn rồi. Giờ thì chuyện gì xảy ra đây? Vâng, Command Center này, Observer Command này chuẩn bị mất rồi. Vâng, bốc cháy rồi, không SCV đi theo để có thể repair. Hơi bị khó chịu. Thời điểm này thì Terran đang phải trông chờ vào cái vị trí mỏ ở hướng bên này. Chắc là sẽ đặt khoảng tầm 4-5 cái turret để bảo kê cho cái vị trí mỏ thứ tư của mình hoàn khai thác cho Innovation thôi bạn. Anh ấy đang đặt một băng cờ ở đây. Tôi vẫn chưa nhìn thấy cái turret nào được đặt xuống cả. Thời điểm này cả hai game thủ của chúng ta đều cũng đã bắt đầu gọi là hai game thủ đều bắt đầu cuống cuồng rồi. Trận đấu đã về late game rồi. Late của late rồi thưa bạn. Những unit cần thiết của TVP đều có hết rồi. À TVG đều có hết rồi. Hai bên giúp linh đã được mua ra và thêm Turek bằng cơ bằng ghiếc nữa. Quân đội của rớt lao thêm một lần nữa nhưng mà tôi không nhìn thấy con bên linh nào cả. Mỗi hai con bên linh này thì không ăn thua. Vâng, sao sẽ phải cần thêm nhiều bên linh nữa. Một con bên linh đã hạ xuống ở góc bên này rồi. Một pha scan, vâng đúng rồi. Thiếu đúng một tí nữa là phát hiện ra được cái con bên linh vừa rồi. Thêm cả bên linh được đặt xuống nữa. Vâng, đây rồi, Turek đằng đây. Vâng, Muta lao ra để bắt Turek. Có kịp không? Kịp không được rồi. Marine đã về nơi. Vâng, nói chung là cũng chết mất vài con SCV trong pha vừa rồi. Hiện nay chúng ta có thể thấy rằng là Sai cũng đã đặt thêm cho mình khá nhiều những cái cạm bẫy giống như lúc nãy nữa. Vâng, bên linh đã bắt được mob rồi. Tôi ba không biết bao nhiêu con bên linh được mob ra kia. Trình thấy là hiện nay đang có 7 con bên linh sẵn rồi. Chắc là móc khoảng tầm 20 mấy con bên linh như một lúc thì nó mới hiệu quả được thưa bạn. Hiện nay số lượng lava là khoảng tầm 20 mấy. Sai tiếp tục móc ra thêm quân đội rồi. Vâng, 11 con bên linh đang được móc ra. Hiện nay số lượng lava là khoảng tầm 21 con cho game thủ Sai của ông ta. Anh ấy sử dụng lava việc nào để anh có định đảo tech không đây? Có thể hiện nay thì một Mayvac chờ đợi quân chuẩn bị đi drop vào vị trí main bay của đối phương thêm một lần nữa rồi. Nghĩa thời điểm này tốt nhất là không nên drop vào main bay mà drop thẳng ra vị trí mỏ thứ 3 thời điểm này của rớt thì sẽ hiệu quả hơn. Ôi bên linh thôi xong rồi. Vâng, chết rất nhiều SCV ở đây. Vâng, bắt đầu drop ở vị trí mỏ bên này rồi, mỏ thứ 3 rồi. Ôi kìa, kéo lên Mayvac. Thôi xong rồi, nổ hết rồi. Vâng, lại quên rồi. Anh Innovation có biết là đang tập trung vào cái việc gì. Quên mất đàn Marine vừa rồi. Hiện nay số lượng quân đội của Tê Đan đang có mặt đấy. Vâng, lao lên. Không được rồi, Muta này còn 6 con. Ô kìa, Muta này của chúng ta chỉ còn khoảng tầm 6 con thôi. Và bây giờ là cái bay nữa. Đây rồi. Ôi giời ơi, trượt rồi. Không bay được rồi. Đây nữa. Nổ rồi. Vâng, tuy nhiên là Mauder thì nó khá là khỏe. Nó khá cứng nên là nổ quả vừa rồi cũng không ăn thua lắm. Hiện nay quân đội của Tê Đan phút thẳng vào vị trí mỏ thứ 3 của rớt luôn. Rớt còn đúng mỏ này đang khai thác thôi. Mới bên linh, rớt linh ở vị trí phía sau không được rồi, đã bị xử lý rồi. Marine bắt đầu steam lên để bắt được Muta bây giờ chỉ còn 7 con mà thôi. Quân đội army supply của rớt quá thấp rồi. Vâng, và như vậy là GG.
GG, xin chúc mừng Innovation. Và như vậy tỷ số của chúng ta đã là mấy không rồi nhỉ? 1-0 nhỉ? Some of the execution was a bit off.